Chào mừng bà con nhân dân đến với kênh chăm sóc sức khỏe cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Xanh số 1 Zindu.vn. Chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về nhục đậu khấu, gia vị kích thích tiêu hóa và những lưu ý về độc tính. Trong thuốc Nam, thuốc Bắc có rất nhiều vị thuốc với những cái tên rất lạ như tuyết sơn phi hồ, hồng đậu khấu, thảo đậu khấu, bạch đậu khấu và nhục đậu khấu. Trong đó, nhục đậu khấu là loại phổ biến hơn và được dùng làm gia vị, làm thuốc. Tuy nhiên, loại này có độc tính nên người dùng phải thật cẩn trọng về liều lượng. Nhục đậu khấu là gì? Nhục đậu khấu là tên gọi của một vị thuốc, một loại gia vị được làm từ nhân hạt nhục đậu khấu. Sau khi hái quả chín, vỏ chuyển sang màu vàng, người ta sấy nhẹ cho đến 80 độ. Khi hạt khô, nghe lóc cóc thì đập bỏ vỏ, lấy nhân hạt bên trong đem ngâm với nước sôi để không bị sâu mọt, sau đó phơi khô để dùng dần. Ngoài phần nhân hạt nói trên thì lớp áo hạt có màu đỏ hồng, rách loang lổ cũng được dùng làm thuốc và được gọi là nhục đậu khấu y, ngâm nước hoặc ngâm muối trước khi phơi khô. Cây nhục đậu khấu có tên khoa học là Madrigica frangens, thuộc họ nhục đậu khấu, được trồng ở Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam, trồng nhiều ở miền Nam. Công dụng của nhục đậu khấu: trong nhân hạt nhục đậu khấu có chứa tinh bột, chất béo, các protein và tinh dầu. Tinh dầu thơm chiếm từ 8 đến 15%, có hương thơm nồng và khá dễ chịu. Trong ẩm thực, người ta dùng một lượng rất nhỏ bột nhục đậu khấu để làm gia vị cho các món ăn như thịt cuộn, gà cuốn sốt kem, súp và một số món hải sản rắc bột lên. Ngoài ra, loại hạt có hương thơm này cũng được dùng trong lĩnh vực mỹ phẩm, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc da và tóc. Trong đông y, nhân hạt nhục đậu khấu được biết đến là vị thuốc cay, giúp kích thích tiêu hóa và hơi có độc nên phải tuân thủ chặt chẽ về liều lượng. Một số công dụng của nhục đậu khấu có thể kể đến là kích thích bài tiết dịch vị, giúp dễ tiêu và ăn ngon, giúp giảm buồn nôn, điều trị lạnh bụng, chướng bụng, đau bụng và kiết lỵ. Liều lượng: dùng một lượng thật nhỏ từ 0,25 g đến 0,5 g mỗi ngày, tán bột và uống. Bên cạnh nhục đậu khấu, người ta cũng dùng nhục đậu khấu y, áo hạt của nhục đậu khấu, với công dụng tương tự nhưng có thêm tác dụng bổ máu. Ngoài ra, người ta còn dùng bơ nhục đậu khấu để xoa bóp ngoài da, giúp giảm đau nhức, tê thấp mãn tính và đau dây thần kinh tọa. Ngoài cách dùng độc vị, có thể kết hợp nhục đậu khấu cùng các vị thuốc khác để điều trị bệnh, chẳng hạn trong trường hợp tỳ vị hư hàn, đau bụng, đầy hơi, nôn mửa, có thể lấy 0,5 g nhục quế và 0,5 g nhục đậu khấu nướng sơ qua, sau đó mài với nước và uống, mỗi ngày uống từ 2 đến 3 lần. Lưu ý, liều lượng và độc tính. Nhục đậu khấu là vị thuốc có độc nên chỉ dùng với liều rất thấp để điều trị bệnh. Nếu dùng quá liều, người bệnh sẽ bị say và ngộ độc với các biểu hiện như mệt mỏi, trì độn, ngủ gà, tê mê, thậm chí là tiểu tiện ra máu, giãn đồng tử và tử vong. Đôi khi, một người chỉ dùng một hạt cũng bị ngộ độc. Vì vậy, cần hết sức chú ý về liều lượng và tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi dùng. Tác dụng kèm theo: ở Ấn Độ, nhục đậu khấu còn được dùng để gây sảy thai và kích dục. Đối tượng cần tránh: phụ nữ mang thai, những người nhiệt tả, nhiệt lỵ và đang có bệnh trong người không được dùng nhục đậu khấu. Vừa rồi là bài chia sẻ của Thảo Dược Xanh số 1 Zindu.vn. Nếu thấy bài chia sẻ của chúng tôi hữu ích, quý vị và các bạn hãy bấm like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh của Thảo Dược Xanh số 1 Zindu để nhận thêm nhiều thông tin từ chúng tôi các bạn nhé. Thảo Dược Xanh số 1 Zindu xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Zindu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.